Xin kính chào quý vị khán giả, sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, ba miền lưu ý với mưa dông quay trở lại trên diện rộng vào ngày mai, quý vị nên trang bị thêm áo mưa và ô trước khi ra khỏi nhà. Cụ thể với Bắc Bộ, ngày mai trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng lốc sét, mưa đá cũng như là gió giật. Nhiệt độ dịu hơn những ngày qua, cao nhất không nơi nào vượt quá ngưỡng là 34 độ. Và các tỉnh thành miền Trung cùng xu hướng nắng giảm, mưa dông quay trở lại. Cục bộ mưa to đến rất to, tập trung từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận kèm theo gió nhẹ. Trong mưa thì đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Mức nhiệt phổ biến toàn miền sẽ dao động quanh khoảng là từ 25 cho tới 34 độ. Với các tỉnh thành Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ cũng lưu ý với mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Cần lưu ý với sấm sét, gió giật trong mưa dông. Mức nhiệt các tỉnh thành Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, dao động từ 23 cho tới 32 độ, còn với các tỉnh thành Tây Nguyên mát mẻ hơn, từ 20 cho tới 29 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, thưa quý vị, đêm nay ngày mai các vùng biển nước ta đều sẽ có mưa dông. Với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác có dông, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy, gió phía tây nam quần đảo Trường Sa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, tầm nhìn xa giảm thấp, còn 4 tới 10 km trong mưa. Và như thường lệ thì cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.